Xin chào tất cả quý bà con cô bác anh chị quay trở lại với chương trình Nông Nghiệp Vàng. Hả? Thì trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ được đi quay một cái mô hình rất đặc biệt giữa một cái khung cảnh rất là nên thơ và lãng mạn giữa núi rừng của Hà Nam. Một phía bên tay này của quý bà con cô bác, tôi chỉ đây là bên phía đằng của Hà Nam này. Đấy, giáp danh còn sang bên mạn bên này, bên dãy núi bên này thì đã thuộc bên Ninh Bình rồi. Thì có thể đây là giáp danh giữa hai khu vực Hà Nam và Ninh Bình. Và cái điều đặc biệt hơn nữa là trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ được đi quay một cái loại cây có thể nói là thần dược của Việt Nam. Để cụ thể biết cái cây đó là cây gì, cũng như là được trồng như thế nào, công dụng ứng dụng làm sao, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với cô Phạm Thị Mến. Trong chương trình trước thì chúng ta đã được tìm hiểu rất nhiều thông tin về cây đu đủ đực. Cô Mến đã chia sẻ đến quý bà con cô bác anh chị. Thì có thể nói là hiện tại tại cái trang trại, tại cái cơ sở mô hình vườn 5 hectare, cô đang trồng rất loại nhiều loại cây dược liệu. Thì ngay bây giờ thôi thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu đi tìm hiểu cái loại cây đặc biệt mà chương trình muốn giới thiệu tới mọi người ngày hôm nay. Cái đấy là cái gì cô hỏi cô Mến? Cái đấy là cây rẻ hoa. Cái này mục đích làm gì ạ? Cây hoa rẻ á. Hoa rẻ như cái để chỉ để lấy hoa thôi ạ? Chỉ để lấy hoa thơm. À vâng. Đây cô đi, cô cho mình đi lối này. Bây giờ mình sẽ cùng nhau lên suối nhá. Thì hai cô cháu ấy cũng đang ngồi trao đổi rất nhiều thông tin trong cả cái buổi ngày hôm nay. Thì mong muốn của cô thì cũng đang rất là muốn cải tạo thêm vườn để có thể trồng thêm nhiều cái loại cây dược liệu quý hiếm cung cấp ra ngoài thị trường. À, tí nữa có cho này. Cái gì ạ? Tí nữa con tặng cháu cái này. Ô, cái này cháu không chở được về đâu. Thế cái nào? Cây bé bé thôi. Đấy, cái đấy là bé đấy. Cái gì tí cho cháu mấy cái kiểu cây ươm ươm ấy trong cái bầu bé bé. Chứ cây to quá. À, thế thì cây ươm ươm thì là cây hoa đỏ. Vâng, cây gì cũng được, mấy cái cây kiểu ươm ươm nó bé thôi để cho trẻ chở cho đi treo vào túi. Cái này đang ra này, rất đẹp. Không to này, đẹp chưa? To, vâng. Đấy. Uầy. Đây một con đường hoa lên xuống đây. Mỗi con đường hoa của nhà cô Mến. Bây giờ là nó đang vừa mới hết hoa đấy. Ôi, hoa đẹp quá nhỉ, đây cái loại hoa gì đấy ạ? À, đây là ngũ sắc đỏ nhật. Bên này là tím rủ. Đấy. Chất lãng mạn trong cái làm nông nghiệp cũng rất lãng mạn. Đây. Đấy, thấy chưa? Rất là tuyệt vời cái khung cảnh núi rừng như này. Mà điểm lên những bông hoa rất tuyệt vời. Thế này đây mà... là hoa đây là hồng sen. À mà cô Mến cũng có chia sẻ là cô đang muốn tìm một vài bạn trẻ mà muốn bỏ phố về quê để trải nghiệm cuộc sống quê hương, thì cô Mến sẽ hỗ trợ ăn và ở tại đây cô Mến nhỉ? Ừ, ăn ở tại chỗ. Chi phí thì thật ra là không có, nhưng cô sẽ hỗ trợ ăn ở và để trải nghiệm cuộc sống nhà nông. Ăn uống thì bình thường thôi. Vâng. Đấy. Ao này cô có nuôi cá không hả cô? Không, ao này chỉ để là lấy nước thôi. Cô nghĩ ăn chính ra ao này mà để đào rộng ra thêm nuôi cá rất là tốt này. Thực ra là không ở đây cho nên là không nuôi cá. Vâng. À, đây đây, suối đây. Ui, suối nước trong thế cô nhỉ? Đây, cứ thế là lên đây là suối. Ui, suối nước trong vắt này. Thì nước sinh hoạt hàng ngày là mình có thể lấy từ suối luôn cô nhỉ? Nước sinh hoạt lấy trên cái chỗ cây hóp đấy. À, ui. Con sáng ấy cháu. Suối này là trên thượng nguồn chảy xuống hả cô? Ở trên thượng nguồn trên kia nó chảy đấy. Sao có con suối mà nước trong veo này. Cái diện tích của nhà cô này có cái khuôn đấy. Viên. Đây này cháu quay như này là lên đây này. Đây là chính là cái suối đây. Suối này có cá không hả cô? Không. Chỉ có cua thôi.
Có cua đá đấy. Cua đá to không ạ? To. Đây, nếu mà con nào to nhất thì được khoảng mấy lạng ạ? Phải 3 lạng. Đấy, con đường hoa đây. Tuyệt vời. Khung cảnh của cuộc sống nhà nông quê hương. Đấy. Cháu phải đi ở dưới kia cháu chụp lên thì nó mới đẹp. Vâng. Còn đến đây là cái thác nhỏ. Ở tiếng sát. Đấy, hoa này. Ai đến đây cũng phải đứng vào đây để chụp ảnh một tí. Đấy, huyết dụ rồi, đu đủ của trồng mọi nơi. Đây, con đường hoa đây. Cứ thế này lên kia. Vâng. Đây, thác đây cháu. Một vài phút nữa thôi thì chúng ta sẽ được. Đây thì con thác này. Thế là tuyệt vời. Đấy. Thác nhà cô từ trên kia xuôi. Uầy. Đây mà để cho các phun viên cho các bạn trẻ mà đến đây cắm trại. Đây. Đây. Thác nhà cô đấy. Vâng. Nước trong lắm cô ạ. Nước trong lắm, mát lắm. Trong veo. Trong vắt. Artiso giá trị kinh tế tốt không hả cô? Artiso cô dòng độ à, nói chung là nó còn hơn những cây lấy gỗ. Cháu ạ. Thì trong chương trình ngày hôm nay trước hết thì tôi sẽ... Đây này, cô còn dòng lại cây này. Để sau này nó ra quả chạp vào ấy. Cây này là cây trùng ruột. Vậy. Sau này nó ra quả sai chát vào là người ta sẽ đi tắm suối, tắm thác xong người lên đây chụp ảnh đấy. Đấy, đây này cả một vườn này đấy cháu. Vậy. Thì ngày hôm nay trước hết thì để giới thiệu qua một chút, ngày hôm nay cô đang có mô hình trồng cây artiso. Thì tổng cái diện tích cô đang trồng artiso là bao nhiêu mét vuông tất cả cô? Là một mẫu cháu ạ. Một mẫu là 3.600 mét đúng không ạ? Ừ. Đây artiso nhà cô mến đây. Vâng. Đây cứ thế này lên kia. Hiện tại thì cái artiso này thì với diện tích một mẫu thì cô mến đang trồng bao nhiêu cây tất cả cô? Một mẫu thì cô dòng nó khoảng 4.000 cây. Thì nó mới to được. Dòng dày là nó không lên được. Đây này cháu này. Đấy. Cô mến có thể cho cháu hỏi là về cái artiso này khi mà trồng ở khu vực của mình hiện tại như là ở Hà Nam này thì nó và các khu vực khác thì nó có yêu cầu gì về chất đất cũng như là về điều kiện dinh dưỡng không cô? Như nhà cô đây là phải hai lượt bón phân NPK thì nó mới được như này. Thì cô sẽ thu vào nay mai này sẽ phải đến nửa tháng nữa thì mới được thu. Đây những cái hoa artiso đây là sắp được thu đây này. Đấy. Là cô thì cứ bán 25.000 một cân. Đây. Đấy những cây artiso đây. Cô dòng đây để cho dòng dưới bóng tán của nhãn là cây ăn quả kết hợp với cái cây ngắn ngày để cô nói chung là kết hợp để còn có thu nhập. À, tức là nhưng mà cái artiso này thì nó có phải nhất quyết phải có điều kiện là phải trồng dưới tán cây không cô? Nếu mà anh không cần trồng dưới tán cây anh trồng ở một mình nó cũng được. Vâng, đây là nhà các cô là có nhiều cây ăn quả ấy. Ví dụ như bây giờ trong trường mà mình trồng dưới tán cây và trồng không dưới tán cây thì cái nào nó tốt hơn hả cô? À đương nhiên là dòng một mình nó tốt hơn. Vâng. Nó thoáng mà. Nhưng mà hiện tại cô vẫn có kết hợp thêm trồng cả nhãn nữa để tăng thêm cái giá trị kinh tế. Cái nhãn là cây ăn quả lâu năm. Vâng. Còn cây này là cây ngắn ngày cháu ạ. Đấy. Đây. Rất là rộng. Vườn artiso đây. Tít lên trên kia. Hiện tại như với cái artiso này thì kể từ khi trồng đến khi mà chúng ta bắt đầu thu hoạch đấy. Thì sẽ trong vòng bao nhiêu thời gian hả cô? Vào khoảng 6 tháng cháu. 6 tháng. Và ngoài ra thì khi trồng chúng ta nên trồng vào từ tháng mấy hả cô? Tháng riêng. Từ tháng riêng, tháng 2 nếu mình bận. Còn kia là vườn lạc cô mới rỡ rồi thì mấy hôm nữa lại đu đủ được đang ươm đấy lại đặt xuống đấy. Đây, chỗ vườn lạc sạch sẽ kia là vườn lạc đấy. Đấy. Cô có thể phân tích cho cháu rõ hơn về cái giá trị kinh tế cái artiso này được không? Cái artiso thì dễ trồng, dễ chăm. Mà nó lại là không tốn diện tích bởi vì mình trồng dưới tán cây. Thì đương nhiên nó kết hợp với cây ăn quả lâu năm và cây ngắn ngày thì nó đem lại hiệu quả kinh tế như là mình trồng ngô ấy. Tức là chúng ta sẽ mất 6 tháng là bắt đầu thu hoạch đúng không ạ? Đúng rồi. Nhưng mà thu hoạch đây là chúng ta hái hoa không này thôi đúng không cô? Đúng rồi, ta chỉ hái hoa thôi. Còn cái cây sau khi chúng ta hái thì chúng ta có thể sử dụng tiếp được không hay phải bỏ? Cái cây là bỏ, cái cây là mình chặt đây phủ lên đất. Đây này, hoa như này là chuẩn bị được hái này.
Đây này, hoa này là sắp được hái rồi. Đấy, cái hoa này là sắp được hái này. Đấy, đây, đây. Cái này thì nó đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn cả ngô, đỗ tương. Như năm ngoái cô trồng đấy, có 3 xào thôi. Mà cô cũng được hơn 7 triệu, mà cũng dòng dưới tán cây như này. Thì đương nhiên là nó cũng đem lại, gọi là ngày công lao động thì nó cũng có một tí. Chứ còn là nếu mà nói về dòng nguyên nó nhá, thì chắc là nó phải hơn. Vì nó ưa quang, còn đây này, nó còn vướng tán nhãn. Tức là đây là mình có thể xen canh thêm để tăng thêm thu nhập đúng không ạ? Đúng rồi. Và sau mỗi một vụ là mình phải chặt bỏ cả cây để đi ạ? Chặt bỏ cả cây để đi, cho nên là tới đây cô ươm 2.000 cây đu đủ đưa xuống đây hết. Cây này thu hoạch xong là giải xuôi, xong trồng hàng đu đủ theo hàng nhãn này. Cứ mỗi một hàng nhãn lại một hàng đu đủ ở giữa. Đấy. Hiện tại thì với cái Artiso này thì khi cô trồng cây con hay trồng với hạt ạ? Trồng hạt đấy. Trồng từ hạt. Mình gieo như gieo đỗ ấy cháu. Vâng. Nếu mà để chi tiết hơn ấy, nó kỹ hơn hả cô? Hả? Để mà nói chi tiết để kỹ hơn ấy, thì trong 6 tháng đó thì cái quá trình chăm sóc là khi mà các chu kỳ giai đoạn chúng ta chăm sóc như nào ạ? Đầu tiên thì mình gieo hạt. Gieo hạt xong rồi thì nó lên thì mình vun. Nó vun cho nó. Chứ cây ở đây thì nó tốt nhưng mà nó cứ hay đổ. Thì mình mỗi một lần rúng phân là một lần vun, rúng phân 2 lần thì vun 2 lần. Đấy, chứ không phải là cây nào cũng phải có phân đấy cháu. Với một cái mẫu như này thì cô đang dự tính trong cái vụ này mình sẽ thu hoạch khoảng bao nhiêu cân hả cô? Cái này thì cô không thể nói trước được, nó còn mưa bão đây này. Như kiểu ngày trước là 3 xào được khoảng bao nhiêu cân? 3 xào nó có bán được 7 triệu đấy. Nó có ra số cân? Ừ, cô cứ hồi đấy là giãn cách, cô ở đây cô cứ thu đến đâu họ muốn đấy. Mang ra chợ Bồng Lạng là họ lấy hết. Để đăng lên mạng là họ mua. Mình chuyển ra đấy. Thì cũng rất là hay đúng không ạ? Bởi vì là hiện tại thì ngoài cái cây lâu năm không phải cây nhãn mà có thể là cây bưởi này. Những cây khác nữa mà mình xen canh thêm được cái cây này thì đây cũng là một cái khoản để tăng thêm cái kinh tế, cô thấy thế không ạ? Mà đúng rồi, mà lại được sạch cỏ. Đấy. Sạch cỏ mà nó có bóng mát thì nó giữ được độ ẩm cho đất. Đây còn đây là vườn lạc, dễ lạc rồi đây, nhưng mà cô đang để cho nó sạch sẽ như này rồi là bắt đầu làm cái này xong là cô cứ làm cái này trước này. Còn cái cây này mai mốt nó ra mới đẹp. Cô vừa mà nói cây gì đấy ạ? Cây chùm ruột. Cây này có ăn được không cô? Cây này nhá, chữa bệnh dạ dày. Rồi là làm mứt, mứt chùm ruột. Cô có cái bầu cây này không ạ? Cô có 3 cây cô trồng ở trên bầu trên kia. Thì cho cháu cái bầu cây này cũng được. Bây giờ là mình sẽ đi đến vườn cây huyết dụ đúng không ạ? Đúng rồi. Và ngay sau đây thì cái loại cây mà tôi muốn nói đến trong chương trình ngày hôm nay đấy chính là cây huyết dụ. Thì có thể nói đây là một cái loại cây cũng rất là nhiều bà con cũng đã biết rồi. Nhưng bên cạnh đó thì về cách trồng cũng như là giá trị kinh tế hay là cái ứng dụng thực tiễn thì cũng chưa hẳn là nhiều bà con đã biết đến công năng, tính năng cũng như giá trị kinh tế cây này. Và trong nông nghiệp thì liệu cây này có thể làm giàu hay không? Thì trong chương trình Nông nghiệp Vàng ngày hôm nay tôi sẽ trực tiếp cùng cô Phạm Thị Mến là cái chủ mô hình đang trồng rất nhiều loại cây dược liệu và bên cạnh đó là những cây ăn quả kinh tế. Thì cô sẽ phân tích cho chúng ta kỹ hơn cái chủ đề chương trình ngày hôm nay. Là cô ngày xưa cô là y tá. Vâng. Thì cô biết về cái hiệu quả của nó là chữa bệnh. Thì là cô trồng thôi. Cụ thể là cái huyết dụ đó thì sẽ ứng dụng vào những cái bệnh như nào, có thể phân tích kỹ cho cháu hơn về cái yếu tố về y khoa đó. Cái huyết dụ thì chữa thiếu máu này. Đấy, cái huyết dụ chữa thiếu máu và chữa bệnh phụ khoa cho phụ nữ. Còn chữa thiếu máu cho tất cả mọi người. Đây chính là vườn huyết dụ đúng không ạ? Đây chính là vườn huyết dụ. Cháu đi, khi cháu đi cháu để ý nha, cô mới hạ cây này này. Vâng. Cô mới hạ đu đủ.
Thì thường thì ngoài về các cái tính năng về chữa trị bệnh ra thì đã nói đến về nông nghiệp ấy, thì bà con hay quan tâm về kinh tế ấy. Thì cô có thể phân tích cho cháu kỹ hơn về yếu tố kinh tế của cây này được không ạ? Cây này thì cô nếu mà so cây này với rau. Không, bây giờ mình cho tính theo là một xào đi. Cô đang trồng khoảng bao nhiêu mét vuông đấy ạ? À, chỗ này là một xào rưỡi. Thì mình cứ tính theo một xào đi. Thì với một xào 360 mét thì cái giá trị kinh tế của nó sau một năm thì nó sẽ như nào cô? Mỗi một lần một hái ấy, chỉ có 3 cây này này là đã được 1 cân rồi. Vâng. Đấy, 3 cây mình cứ để lá nó dày lên ấy là đã được 1 cân rồi. Mà 1 cân là 35.000 một cân. Thì cô chưa bao giờ hái tất cả một vườn đâu. Thì cứ hái người nào đặt nhiều nhất mới có 40 cân. Đấy, thì cô cứ hái dần, người 5 cân, 1 yến, 2, 30 cân. Cô, hàng của cô là gửi tận vào Sài Gòn đấy. Mà ví dụ là một xào này thì trong một năm thì chúng ta như năm vừa rồi cô thu hoạch được khoảng bao nhiêu cân? Mình tức là kiểu mức khiêm tốn ấy. Thì cô thu hái khoảng bao nhiêu cân hả cô? Một lứa cái này là cô đã hái được hơn 50 cân rồi đấy. Vâng. Đấy thì một năm nó vào khoảng 6-7 lần cô hái ấy. Tức là cứ 6 nhân 5 đúng không? 6 năm là 30 nhỉ? Đấy. 30 mình phải chăm. Là 3 tạ đúng không ạ? Đúng rồi đấy. Thì mình phải dưới phân này là có phân chuồng này. Vâng. Đấy. Đào lỗ sâu xuôi xong phân chuồng. Đây hôm nọ mới rúng phân là vố vào. 3 thì tạ nó đang này cao. Thì nhân về giá là cô đang xuất là bao nhiêu cô? 35.000. 35 thôi, mình cứ tính 30 thôi. Đúng không ạ? Ừ. Thì 300 nhân với cả 30.000 thì là ra 9 triệu ạ. Đấy thì thôi thì mỗi thứ cây một tí ấy. À tức thì... là một xào này mình sẽ thu hoạch, tức là mình tức là đây cô không hái hết đúng không? Cô chỉ hái gọi là ai đặt thì cô hái hái thôi. Cô không hái hết đâu, lúc nào cũng để lại nõn chứ. À tức là mình cắt đi nó sẽ mọc tiếp ạ. Bao giờ mà nó dài quá. Vâng. Nó lên cao quá thì như đằng trên kia nó lên cao quá thì cô mới đốn. Thì bây giờ nó đang lên tu tu bao nhiêu mầm đấy. Vâng. Đấy như cây đấy là cô không chưa đốn. Những cây này cũng chưa đốn, phải để hái thu. Bao giờ nó cao mà nó đều quá rồi ấy, thì làm mới đầu. Là một năm mình sẽ thu hái được 6 lần cái này ạ. Ừ. Thì là sẽ cho được khoảng 3 tạ này, ra được khoảng 9 triệu đến 10 triệu đồng. 6.000 nhá, không có đủ, cô mới đặt. Vâng. Nhưng mà thế thì cũng rất tốt chứ, vì mới một xào mà đã được 9-10 triệu như thế thì cháu thấy kinh tế so với các cây nông nghiệp khác cũng tương đối là cao chứ. Thì nói chung là thế mới phải tìm. Vâng. Mới phải tìm hiểu để trồng chứ, còn nếu cháu bảo là trồng sắn là cô không trồng, trồng ngô cô cũng không trồng. Trồng ngô, trồng đỗ không bằng những cây này. Nhưng cái cây này thì nó có đòi hỏi gì về yếu tố, về kỹ thuật, về chăm sóc nhiều không hả cô? Cái cây này ấy, thì là chủ yếu cây lấy lá cho nên là mình chủ yếu là phân chuồng bón lót. Mà mình không có một thứ bảo vệ thực vật nào đến đây được cả. Bởi vì cái con gì nó cũng chả ăn. Đấy, chả có con gì nó ăn cả. Thì là mình không phải lo đến bảo vệ thực vật. Cho nên là nó lành lắm. Và khi mà bắt đầu tiên khi cô trồng ấy là chúng ta sẽ trồng từ cây con hay trồng từ hạt và trồng cành. À, trồng từ cành ạ. Trồng cành đấy. À, đấy tức là cây cô sẽ cắt thành các cành nhỏ đúng không ạ? Ừ, đấy xong cô cành đi tí nữa lên vườn ươm cháu nhìn đấy, mới hạ cái vườn đấy 1.000 cây đấy. À vâng. Đấy. Đây vườn nhà cô đến đây, vườn đu đủ đến đây nữa này. Đấy cô cũng dòng sen canh và vú sữa này. Nhà đam đu đủ này. Đấy. Thì để nói sâu hơn một chút nhé, cháu vẫn muốn khai thác cái thông tin về cái cây huyết dụ này. Thì hiện tại như cô ấy, như cô thấy trong quá trình cô trồng thì cũng cách đây được khoảng là 3-4 năm rồi cô nhỉ? Mới được có 3 năm thôi. Thế 3 năm thì cô thấy cái đầu ra của cây này nó có dễ hơn so với các cái dòng khác không hả cô? Cũng mãi cô mới tìm được đầu ra đấy. À tức là nó cũng khó khăn nên nó không phải dễ đâu ạ. Không phải dễ đâu, mình phải đảm bảo đúng vườn là vườn bảo vệ thực vật là không có này. Tất cả làm bằng thủ công này. Đấy, làm cỏ bằng thủ công, không có thuốc diệt cỏ. Và những chỗ mình trồng cây này là không được dùng cái gì hết. Thế cô thấy yếu tố nào quan trọng nhất để trồng cây này thành công hả cô? Thì mình cứ chăm sóc sạch sẽ này, tưới nước này, đầy đủ đến mùa đông này, những ngày nắng quá thì mình cứ tưới. Đấy thì là sẽ nó mang lại cái lá nó đẹp. Đây như cây này là có thể thu hoạch rồi đúng không? Đấy cô vừa hái đấy. À. Đấy cây này là cô vừa hái rồi. Hái lá nó cứ lên. Chỉ có hái lá nó lại lên. Đây này. Mà ba cái cây này đã được 1 cân rồi ạ. Ba cây phải ba cây to như này này. Vâng.
Vâng, là được 1 cân. Là được 1 cân. Đấy. Mà 1 năm tận thu hoạch tận 6 7 lần. Thế cô đã nuôi trồng 3 năm mà cô có đầu ra đấy, thì cô thấy cái tiềm năng của cây này như nào cô? Bây giờ thì trước ấy thì cô chưa có đầu ra đâu. Vâng. Bây giờ thì được các bạn hàng giới thiệu cho các cái nhà vườn ấy. Vâng. Mình đăng ký vườn thành viên, phải làm đúng sạch, chuẩn thì người ta mới cho mình bán. Vâng. Thì là bây giờ các bạn giới thiệu cho những nhà này mua này, thì cung cấp cho nhà này. Họ cho mình bán vào cho nhà này thì mình bán được. Thì cảm thấy được thì là bắt đầu lại mở rộng đấy. Như cái huyết dụ này thì khi mà cô trồng thì nó có gặp nhiều các cái sâu bệnh gì không hả cô? Thực ra nó chả có sâu gì. Nó có cái sâu gì đâu, không có cái sâu gì cả. Rất là dễ trồng ạ. Ừ, nó cũng dễ thôi. Ý là chúng ta cần phải, thời gian đầu tiên chúng ta bón lót cái phân thúc cây là phân NPK đúng không ạ? À, đầu tiên thì phải có phân chuồng. Vâng. Phân nhà cô thì toàn là phân bò thôi. Vâng. Phân bò qua xử lý rồi của Hòa Phát. Đấy. Thì làm cô về cô trồng thì là nó, cô thấy nó tốt, nó mỡ lá. Thì cứ mỗi một lần thu hoạch xong lại bón cho một ít nữa. Thế xong bón, mỗi một lần bón thì lại phải vố vào để cho phân nó khỏi trôi. Nhưng mà mới một xào mà một năm cô đã thu nhập được từ 9 đến 10 triệu như này rồi ấy. Thì nếu mà trong trường hợp lý tưởng mà những bà con trồng một mẫu thì đây cũng quả thật là một cái mô hình mà kinh tế cũng cực kỳ tiềm năng đấy chứ cô. Một, thì đấy nhà một cô, mẫu hai mẫu là cũng có thể có đôi trăm triệu ngay. Thì nếu mà trồng được thì, nhưng mà phải trăm được sạch thì người ta sạch mới bán được. Sạch tức là ý là theo ý của cô tức là mình phải trồng hữu cơ, mình không được bón cái phân hóa học đúng không ạ? Đúng rồi, không có một tí hóa học nào đâu. Cả một cánh vườn rộng như này nhà cô không bao giờ mua một tí hóa học nào. Nhưng bây giờ ví dụ như có bà con mà cần cái đầu ra mà bà con tuân thủ ấy, mà cô có hỗ trợ bà con đầu ra không? Đầu ra thì cái này phải nói chuyện với những cái nhà, những cái ban quản trị. Chứ nhà cô cũng là vườn thành viên thì cũng chỉ giới thiệu được thôi. Đây. Nhưng mà cây lâu nhất ở trong vườn này cũng là 3 năm hả cô? Cây lâu nhất trong vườn cũng là 3 năm. Ví dụ như cái loạt này làm được mấy năm rồi ạ? Cái loạt này là 2 năm. 2 năm. Ừ. Còn 3 năm thì cô mới đốn rồi. À vâng. Đây 3 năm ở trên này. Nhưng mà cây này thì tối đa được mấy năm ạ? Nó cao quá đầu mình là mình phải đốn đi. À, khó hái đúng không ạ? Ừ, đúng rồi, nó khó hái lắm. Vâng. Mà cái này cũng dễ trồng thôi. Cái này thì dễ trồng, nó không chỉ có khắt khe về nước tưới mới lại nước thì nhà cô là nước an toàn rồi. Vâng, nước đây nước sạch rất là sạch. Ừ. Khắt khe về nước tưới này, về phân bón này, về thực vật. À đây là như cái huyết dụ đây cô đang ươm đấy ạ. Ừ đấy, huyết dụ cô đang ươm đây. Vâng. Đấy. Với những cây này khi cô ươm thì nó có khó không hả cô? Không, nó dễ mà. Nó dễ trồng. Và tức là mình phải cắt cành ạ. Ừ, cắt cành. Đây là những cái cây này là cây cha của nó đây này, cô cắt. Nó cao lắm, thế là cô đốn xuôi. Đốn xuôi cô cắm ra đấy thì bây giờ nó đang lên đây này. Đây là cây huyết dụ đây. Đấy, cây huyết dụ cô đốn, cô trồng xuống đấy đấy. Cô trồng ra vườn đấy. Những cái cây khi bắt đầu trồng như này sau bao nhiêu thời gian chúng ta có thể hái lá được cô? Cây này khoảng 3 tháng nữa thì được hái thu hái. Kể từ khi cây bé, kể từ khi ươm đấy, đến khi lớn là bao thì nhiêu? Thì phải 6 tháng. 6 tháng là bao nhiêu? 6 tháng thì mới có thể thu hoạch được. Cứ phải thế. Cây nào cũng vậy, phải 6 tháng. Như cây đu đủ đây này, nó cao, nó ra hoa nhiều, cũng cao quá, cô chặt lên đây đi, nó được 2 cành đấy. À, vâng. Đấy.